Chào người, thì bây giờ mình sẽ test cái sóng của dòng micro đeo tai không dây của hãng Starcell với đen là ST930. Thì đây là dòng 4 anten nha các bạn, cho cái khả năng thu phát sóng cực kỳ mạnh luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ test sóng thực tế cho các bạn ha. Hiện tại mình đang mở hai bộ. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn một bạn đi xa và bạn sẽ nói ha. Rồi đây. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Rồi thì bạn này bạn sẽ đi xa ra ngoài kia ha. Từ đây ra ngoài đó, ra ngoài đường lộ luôn thì nó tầm khoảng 40 mét nha các bạn. Ở đây thì bạn đang di chuyển ha. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, hiện tại thì vẫn ok nha các bạn. Đây sóng vẫn ok ha, tiếng vẫn ok ha. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Rồi thì đó, bây giờ sóng đây mình đang coi cái mức sóng của nó bao nhiêu. Rồi đây sóng vẫn còn khoảng 80 bên kia 100% các bạn ha. Thì hai cái đây full đây các bạn. Đó thì mình thấy sóng khá là ổn định và cho khoảng cách khá là xa các bạn ha. Rồi. Đó thì đây là dòng 4 anten, model Starcell, model ST930. Rồi xin cảm ơn bạn đã theo dõi nha. Rồi xin chào mọi người.